Anh Ngọc xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đã theo dõi kênh tin tức 24 giờ TV và sau đây mời quý vị cùng điểm qua những tin tức nóng nhất có trong ngày. Tin mới nhất về chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ 2020 hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tin trình sau đây. Vũ khí Trump Biden dùng cho cuộc đấu khẩu đầu tiên. Ứng cử viên tổng thống Mỹ Joe Biden được đề cử giải Nobel hòa bình. Vũ khí bí mật của Biden để đấu với ông Trump. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết vũ khí Trump-Biden dùng cho cuộc đấu khẩu đầu tiên. Tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Trump và Biden diễn ra vào ngày 29 tháng 9 tại Cleveland, Ohio. Sáu chủ đề chính là hồ sơ của Trump và Biden, tòa án tối cao, kinh tế, đại dịch COVID-19, vấn đề chủng tộc và bạo lực ở các thành phố và tính toàn vẹn của bầu cử. Các ứng viên có 15 phút để tranh luận về mỗi chủ đề trong sự kiện kéo dài 90 phút. Hai tranh luận tiếp theo dự kiến được tổ chức 15 tháng 10, 20 tháng 10 do COVID-19, cuộc tranh luận năm nay có thể quan trọng hơn so với các năm trước vì ứng viên có ít cơ hội tham gia các sự kiện vận động trực tiếp hơn. Từ đầu cuộc đua vào Nhà Trắng, Trump 74 tuổi thường xuyên chỉ trích Biden, người sẽ 78 tuổi vào tháng 11 tới đây, là quá già, không đáp ứng yêu cầu cả về thể chất, tinh thần để lãnh đạo nước Mỹ. Ông nhiều lần đưa ra suy đoán rằng Biden có thể sử dụng một loại chất kích thích nào đó để tăng hiệu suất, khả năng làm việc nhưng không có bằng chứng cụ thể. Trump hôm 27 tháng 9 đăng lên Twitter yêu cầu Biden xét nghiệm chất kích thích trước hoặc sau buổi tranh luận đầu tiên ngày 29 tháng 9. Ông cũng đồng ý làm điều tương tự. Theo Beck, Trump cũng sẽ đưa những đánh giá phóng đại về thành tích trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, miêu tả Biden là người theo cánh tả một cách cực đoan. Trong khi đó, Biden sẽ tập trung vào phân tích chính xác và thể hiện là một hình mẫu tổng thống truyền thống. Trump và Biden sẽ nỗ lực lấy lòng những người ủng hộ trung thành của mình với phong cách hoàn toàn khác nhau. Sự phân cực cao độ giữa phe dân chủ và phe cộng hòa ảnh hưởng mạnh đến màn thể hiện của hai ứng viên tổng thống, Bạch nói. Giáo sư David Chess, khoa khoa học chính trị Đại học Hamline của Mỹ, cũng dự đoán tổng thống đương nhiệm sẽ tập trung đổ lỗi cho Biden và phong trào biểu tình mạng sống người da màu quan trọng về tình trạng bạo lực ở nhiều nơi. Từ tháng 5, các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và phản đối bạo lực cảnh sát lan rộng khắp nước Mỹ, dẫn đến những vụ bạo lực và cướp phá. Trump cũng sẽ nhắc lại khả năng Mỹ sớm có vaccine ngăn COVID-19 và các vấn đề kinh tế, tạo ấn tượng Biden không biết gì về các vấn đề này. Truss trong đợi Biden tập trung vào tác động của COVID-19 với nền kinh tế Mỹ về hơn 200.000 ca tử vong do nCoV và về cá tính của Trump trong bầu cử. Biden sẽ hướng tới các người ủng hộ trung thành và cả cử tri dao động, những người không thích Trump để lôi kéo họ, Truss nói. Ông lưu ý tranh luận năm nay không có yếu tố giới tính như năm 2016, khi Trump có những hành động bị cho là đe dọa ứng viên nữ Clinton. Giáo sư Hamus Nopos, khoa khoa học chính trị Đại học Stony Brook cho biết Biden là ứng viên cao tuổi nhất tham gia tranh luận Tổng thống Mỹ. Do đó, Biden không chỉ phải trải qua cuộc thử nghiệm về độ nhạy bén trong tư duy mà còn phải đối diện một loạt câu hỏi đến từ mạng lưới không thân thiện với phe dân chủ. Giáo sư Beck đánh giá tranh luận đầu tiên giữa Trump và Biden sẽ không kém hấp dẫn hơn tranh luận năm 2016. Nó diễn ra trong bối cảnh của bầu cử rất cạnh tranh. Vào ngày 27 tháng 9 năm 2016, hai ứng viên Tổng thống Mỹ Clinton và Trump tranh cãi nảy lửa trong hàng loạt vấn đề, từ nhà đất, thương mại đến cuộc chiến khủng bố trong cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên. Giáo sư Beck đánh giá, bầu cử cách đây 4 năm không mang tính cạnh tranh cao như hiện nay, khi bà Clinton được cho là có lợi thế vượt trội. Sức hấp dẫn của cuộc chạm trán đầu tiên giữa Trump và Clinton được cho là do sự khó lường của Trump, một tỷ phú chưa từng có kinh nghiệm trên chính trường. CNN ước tính khoảng 100 triệu người Mỹ theo dõi cuộc tranh luận trên truyền hình, điện thoại di động và mạng xã hội. Năm nay, phần lớn các cuộc thăm dò cho thấy đại diện đảng Dân Chủ Biden dẫn trước Trump. Giữa tháng 9, cơ hội chiến thắng trung bình của Biden gần 82%, trong khi khả năng tái đắc cử của Trump gần 18%, theo 7 mô hình dự báo khác nhau. Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra thận trọng trong đoán định kết quả cuối cùng vì một ứng viên có đa số phiếu phổ thông cũng không chắc trúng cử mà phụ thuộc vào số phiếu đại cử tri. Điều này đã xảy ra trong bầu cử 2016. Về phía Trung Quốc, ông mất nhiều lợi thế để tái đắc cử khi đối diện với thách thức lớn đại dịch COVID-19 xuất hiện từ đầu năm. Mỹ đến nay vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, ghi nhận hơn 7,3 triệu ca nhiễm, hơn 200.000 người chết. Covid-19 đẩy nhiều người Mỹ lâm vào cảnh thất nghiệp, phá hủy nhiều thành tích kinh tế Trump tạo dựng trong 4 năm cầm quyền. Tuy nhiên gần đây, có một số dấu hiệu cho thấy Trump đang lội ngược dòng cho Biden. Trong đó có cả tỷ lệ người muốn bỏ phiếu cho Trump ở 6 bang chiến trường, nơi thường định đoạt thành bại bầu cử, gia tăng từ tháng 7 tới đầu tháng 9. Đoán định kết quả năm nay, giáo sư Beck cho rằng nếu bầu cử là cuộc trưng cầu dân ý với Trump, ông sẽ thua. Tuy nhiên, nếu Trump có phiếu bầu cử trở thành sự lựa chọn giữa các tầm nhìn khác nhau cho nước Mỹ, ông có thể chiến thắng, Beck nói. Tin tiếp theo, ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden được đề cử giải Nobel Hòa Bình. Vào hôm qua ngày 28 tháng 9, nghị sĩ đảng lao động Anh Chris Burns đã đề cử cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cho giải Nobel Hòa Bình vì những nỗ lực của ông trong việc làm giảm căng thẳng chính trị trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra trên khắp nước Mỹ. Chính trị gia người Anh khẳng định, trong khi nhiều thành phố của Mỹ chìm trong bạo lực và biểu tình, ông Biden đã tạo nên sức ảnh hưởng lớn để chấn an người dân. Cựu phó tổng thống Mỹ từ khẳng định quan điểm súng đạn có thể khiến một trái tim ngừng đập, nhưng những từ ngữ được đặt đúng chỗ có thể thay đổi trái tim, mà nhiều trái tim có thể thay đổi cả thế giới. Ông Joe Biden nhận được đề cử chỉ một ngày trước khi ông bước vào cuộc tranh luận đầu tiên với ứng viên đảng Cộng Hòa, được kim tổng thống Donald Trump. Trước đó, Tổng thống Trump cũng nhận được ba đề cử giải Nobel hòa bình vì các nỗ lực trung gian đàm phán hòa bình giữa Serbia và Kosovo, làm tốt vai trò trung gian trong Hiệp ước lịch sử giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Gần đây nhất, Tổng thống Trump được một giáo sư ngành luật tại Australia đề cử nhận giải thưởng này vì đánh giá trong học thuyết Trump lên án những cuộc chiến tranh không có hồi kết. Vũ khí bí mật của ông Biden để đấu với ông Trump Thưa quý vị, Chiến dịch tranh cử của ứng viên Tổng thống Dân chủ Joe Biden tiếp tục chiếm ưu thế. Điều này nhờ đóng góp đáng kể của một gương mặt trong đội ngũ cố vấn. Hãng tin The dẫn nguồn thạo tin giấu tên cho biết, Ron Klein, cố vấn cấp cao cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, tiếp tục là tài sản quan trọng đối với vị cựu phó Tổng thống Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nguồn tin nói rằng, Ron không e ngại nêu ra ý kiến của mình, chỉ ra những điều mà ông cho là phù hợp hay không phù hợp. Ông ấy biết từng chi tiết điểm mạnh, điểm yếu của ông Biden. Không ai có thể giúp Biden chuẩn bị cho thời khắc này, tranh cử Tổng thống tốt hơn Ron. Nguồn tin cho biết về vị cố vấn có kinh nghiệm hơn 30 năm làm việc với ông Biden. Nguồn tin bình luận thêm, thật đáng ngạc nhiên về sự hội tụ năng lực và kinh nghiệm của Ron ở thời điểm này. Chúng ta đang đối mặt với đại dịch toàn cầu và ông ấy đã giúp ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kinh tế, góp phần thiết kế chiến lược phục hồi. Vài tuần trở lại đây, ông Ron được cho là một trong các cố vấn cấp cao, nỗ lực tập dượt cho cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên của Biden. Clan, tránh văn phòng của Biden, cũng chính là người đã giúp ông chuẩn bị cho cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử năm 2012. Từ cuối năm 2014 đến đầu 2015, ông Ron là điều phối viên trong đội ngũ phản ứng dịch Ebola của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama. Ông từng giữ chức trưởng cố vấn của Ủy ban Tư pháp Thượng viện khi ông Biden là chủ tịch Ủy ban này. Ông cũng giữ vai trò luật sư của cựu phó tổng thống Al Gore trong nỗ lực kiểm phiếu năm 2000. Hồi cuối tháng 3 năm nay, Euron đã chỉ trích gai gắt cách ứng phó đại dịch của chính quyền tổng thống Trump, đồng thời hối thúc cử tri suy nghĩ lại về vị tổng thống mà họ thực sự muốn có để điều hành đất nước. Trong đoạn video đăng tải hồi cuối tháng 3, vị cố vấn năm 9 tuổi nói rằng ông Biden biết cách xử lý ra sao nếu những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai và chắc chắn ông Biden sẽ không tạo ra một mối hỗn độn như Tổng thống Trump. Chúng tôi là tin tức 24 giờ TV. Quý vị đừng quên like, share và subscribe để liên tục cập nhật những tin tức thời sự nóng nhất có trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.